Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quang Hào, tôi là một nhà sản xuất DAC ở Việt Nam. Tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và thiết kế DAC. Thưa các bạn, ngày nay nhu cầu chơi nhạc số càng được lên cao. Dần dần thay những cái quan niệm truyền thống cũ chơi CD và đĩa than cũng như băng cối. Bởi vì nhạc số hiện đại nó có những sự tiện dụng nhất định và âm thanh cũng không kém phần so với những cái nguồn nhạc truyền thống như CD. Chính vì sự tiện dụng và công nghệ hiện đại nên nhu cầu chơi nhạc số ngày càng phát triển và mạnh mẽ. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều sản phẩm để phục vụ cái nhu cầu chơi nhạc số với nhiều mức giá và nhiều phân khúc khác nhau. Các bạn đang tìm mua cho mình một sản phẩm với mức giá vừa phải mà để chơi được nhạc số, âm thanh lại hay, mà tiện dụng, sử dụng được app và chơi được tất cả các nguồn nhạc của các nhà sản xuất, các dịch vụ như Tidal, Quiver hoặc là YouTube, Spotify hoặc là chơi từ máy tính, hoặc là các nguồn nhạc của các bạn, các file nhạc quý từ những ổ cứng. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một cái sản phẩm mà có thể đáp ứng được toàn bộ các nhu cầu của các bạn. Ngoài đáp ứng được nhu cầu của các bạn thông thường thì nó còn đặc biệt ở chỗ là nó có thể tự phát nhạc được. Chúng ta chỉ việc kết nối mạng và bật nhạc, dùng điện thoại bật app lên và bật nhạc từ trong máy, và chúng ta có thể thưởng thức được hàng ngàn album với dung lượng khoảng 8 tê nhạc đủ các thể loại. Thì các bạn có tha hồ lựa chọn từ nhạc Việt Nam đến nhạc nước ngoài hoặc DND. Đó là một cái kho nhạc mà khổng lồ mà HQ chúng tôi đã dày công nghiên cứu và phát triển, đều được cài đặt sẵn trong máy. Các bạn chỉ việc bật máy lên và kết nối với Omni và thưởng thức một cách trọn vẹn. Star Product DDMK2 được thiết kế theo tiêu chuẩn 43x9 và 38 bằng hình thức tiêu chuẩn thông thường. Thiết kế nhìn bề ngoài thì rất đơn giản và hiện đại, sang trọng. Toàn bộ là nhôm, được anốt màu bạc. Thứ hai là nó rất độc đáo, là có hai màn hình riêng biệt, một màn hình 5 inch sử dụng cho music server và một màn hình 20x4 LCD sử dụng cho chức năng của DAC. Màn hình của DAC sẽ hiển thị các chức năng như các ngõ vào, các đầu ra và các chế độ cài đặt, cầm tiếng, mút tiếng. Màn hình tương tác 5 inch là màn hình cảm ứng để điều khiển music server phát sang DAC. Ở phần DAC có hai núm vật lý để điều khiển bằng tay. Một bên phía bên trái là sử dụng bật tắt và chuyển các chế độ ngõ vào như RCA, cộng quang, USB 3 năng và I2S. Núm ở giữa thể hiện chức năng cầm tiếng và volume. Chức năng to nhỏ. Núm này là biểu hiện ngõ vào USB. AES là 3 năng. Optical cộng quang, quadsian là cộng bánh từ CD
Ý hay đấy, cậu đánh trực tiếp từ Music Server sang. Ở trên đây nó còn hiển thị cả tần số, chế độ đảo kênh. Nếu như mà chẳng may là chúng ta cắm nhầm cái mó ra, chúng ta có thể đảo kênh ở vị trí này thì loa sẽ trở về vị trí đúng và âm thanh sẽ phát ra loa đúng. Và đặc biệt ở cái phần out này thì hiển thị cái chế độ là DD nhân 8. Tại sao lại vậy? Vì đây là một cái DAC sử dụng cái công nghệ không dùng chip, nên tất cả các tín hiệu khi đưa vào máy sẽ được chuyển đổi sang DSD và lọc qua bộ lọc và không sử dụng chip, do đó âm thanh đầu ra sẽ trở nên rất tự nhiên và mộc mạc. Cái này là cái công nghệ mới chúng tôi mới áp dụng cho cái sản phẩm của HQ Audio. Ngoài ra thì sản phẩm còn có một điều khiển từ xa. Để điều khiển các chức năng bật tắt, mono to nhỏ hoặc là các mo vào. Khi chúng ta chơi nhạc từ Music Server thì trong chế độ chờ nó sẽ hiển thị cái màn hình vu và vải rất đẹp. Mặt trên là biểu hiện logo của nhà sản xuất. Và đây là cái điều khiển từ xa rất chắc chắn, cầm vừa tay, thiết kế rất đẹp. Nên là phần hiển thị màn hình bằng tớt, chúng ta mở nhạc. Mình sẽ chuyển sang chế độ chờ và màn hình vu sẽ hiển thị nhìn rất đẹp. Khi Music Server không phát thì màn hình này nó sẽ tắt để bảo vệ màn hình khỏi bị hư. Đây là một sản phẩm được thiết kế độc đáo, có hai màn hình. Thời điểm hiện tại là duy nhất của HQ Audio, bao gồm một Music Server riêng biệt và một DAC. Với sản phẩm này thì các bạn không lo gì về vấn đề chơi nhạc số. Có thể chơi toàn năng tất cả các loại nhạc, từ online, offline đến các dịch vụ của các nhà sản xuất. Các bạn có thể stream nhạc thoải mái. Đặc biệt, khi sử dụng sản phẩm này, các bạn có một kho nhạc khổng lồ, khoảng 8 tên nhạc chúng tôi đã ép sẵn. Trong máy các bạn chỉ việc kết nối mạng và mở những bản nhạc mình thích, bao gồm DSD, nhạc không lời, nhạc Việt Nam,
và những nhạc nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt là trong phần Music One là một nhạc cực kỳ chất lượng mà chúng tôi tâm đắc, sưu tầm, biên tập và mua rất nhiều năm. Và đây là mặt phía sau được bố trí rất hợp lý. Phía bên phải là công tắc nguồn, ổ cắm nguồn, công tắc nguồn, cầu chì đảm bảo an toàn. Đầu tiên là nhà sản xuất rất rõ và chi tiết kỹ càng. Và đây là phần đầu ra Ananoc, có ngõ ra Ba Năng và ngõ ra Sinh Em, rất chuyên nghiệp và đẹp. Tiếp theo đây là phần đầu vào Digital, thì có 4 ngõ vào tại các cổng vào, cổng này A, E, F là Ba Lăng đầu vào, một số CD họ hãy xuất ra cổng Ba Lăng, và đầu này là cổng quang thì chúng ta có thể kết nối TV và xem Thúy Nga thì rất hay, hoặc là xem phim. Cổng này là USB, chúng ta có thể chơi từ máy tính hoặc là các music server khác. Cái này giải mã nhận lên đến tận 32 bit DSD. Và cổng này là cổng đặc biệt là Quasian hoặc này hay gọi là RCA, chúng ta hay đánh từ CD phát sang đây. Và phần tiếp theo là phần của Music Server, thì đây là kết nối mạng LAN, chúng ta sẽ cắm dây mạng LAN vào vị trí này và thưởng thức nhạc, hoặc là cắm USB ổ cứng vào đây, hai vị trí này, hoặc chúng ta muốn chơi nhạc từ phát từ đây mà qua USB, chúng ta sẽ cắm cái dây USB từ vị trí này sang bên USB của phần vào của Digital. Mặt phía sau thì thiết kế bố trí rất hợp lý. Phía trên cùng là tên của sản phẩm và là logo của nhà sản xuất HQ Audio. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới là Star Product DD MK2. Với sản phẩm này thì các bạn có thể thỏa sức chơi nhạc số mà không phải lo bất kỳ một vấn đề nào. Thậm chí các bạn không cần một pre sau nó mà kết nối trực tiếp đến Omni để thưởng thức âm thanh mềm mại ngọt ngào của đèn điện tử 12AU7. Tôi hy vọng sản phẩm này sẽ mang cho các bạn những sự trải nghiệm mới nhất, lớn nhất và đặc biệt nhất về cái công cuộc chinh phục nhạc số cũng như xu hướng thời đại. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sản phẩm này vào những video tiếp theo.
Nếu cần tìm mua sản phẩm này, hãy gọi điện cho tôi số điện thoại 090-257-8899. Nhớ like và đăng ký kênh của tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Paper dollar to crinkle in my hand, but I can show you mornings from a thousand hills and kiss you and give you seven daffodils. I do not have a fortune to buy you pretty things, but I can weave you moonbeams for necklaces and rings, and I can show you mornings from a thousand hills and kiss you and give you seven daffodils and kiss you and give you seven daffodils, seven golden daffodils all shining in the sun to light our way to evening when the day is done, and I will give you music and a crust of bread, a pill to rest your head, a pillow of tiny buds to rest your head.